Hi, xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của việc tắm cho các phóng viên tại shop nha. Đây là phần 2, chúng ta sẽ tắm cho các bé chồn như các bạn, chồn Vương và các chú chó thì đã tắm xong lúc nãy, bây giờ chúng ta sẽ tắm với chồn Vương. Cái này được nuôi từ nhỏ nên cái việc nó cắn là không có lo, nhưng tắm thì sẽ hơi dễ dãy ra. Thank you.
không? Đây chúng ta quậy một cái con sò như thế và bắt mình bé gặp tắm thôi. Sẽ cho ba bé mình hơi luôn. Cái dẻ lòng nhà.
ta sẽ qua tắm tiếp theo nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi phần sau của Pet Shop nha các bạn. Ok, xin chào, gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.